Chị Lan từng review chữ DT này nhưng to hơn, nặng hơn tới tận tương đương 2 cây ba vàng. Chữ DT bằng vàng nguyên khối A350 này cũng rất là quen. Trên video này chắc chắn sẽ có nhiều cách wow, quen quá. Vì hôm trước hình như chị Lan đã từng review chữ DT này rồi. Vâng, đúng vậy. Chị Lan từng review chữ DT này nhưng to hơn, nặng hơn tới tận tương đương 2 cây ba vàng. Còn cái này thì mỗi cái tầm 3 chỉ mấy, 4 chỉ thôi. Hai cái này thì tầm gần 8 chỉ. Hôm trước là kỹ năng review mặt thắt lưng chữ DT. Sau khi bàn giao đến khách hàng, mặt thắt lưng kèm dây thắt lưng luôn, da cá. Vị khách này đeo thích quá, và ai cũng khen, ai cũng hỏi, ai cũng thích. Nên là đặt rất nhiều chữ khác để tặng những người khác. Và những người khác lại hỏi thông tin về kỹ năng để mà đặt bên kỹ năng nữa. Và sau đó vị khách hàng này liên hệ với kỹ năng đặt thêm một đôi giày. Một đôi giày này có chữ DT luôn, để đeo cặp, để dùng cặp với mặt thắt lưng. Mặt thắt lưng đeo dây màu đen, chữ DT màu vàng đen, vàng vàng đen, hai cái kết hợp rất là nổi. Có những vị khách lại thích vàng không, có những vị khách lại thích vàng có kim cương. Và cụ thể Kỳ Lăng đã từng thực hiện rất nhiều, mỗi người mỗi sở thích, mỗi người mỗi cảm xúc. Và Kỳ Lăng là người, là đơn vị thực hiện sở thích, phục vụ cảm xúc đến với tất cả từng khách hàng. Và kết quả hoàn thiện đây là thành phẩm đôi giày cá chọn lựa, từng vân, từng lót bên trong tất cả đều là da, và da cao cấp được Kỳ Lăng nhập tại các nhà máy nổi tiếng và chuyên thuộc da, cung cấp da cho hầu hết tất cả những công ty đồ da thời trang cao cấp xa xỉ trên toàn thế giới.